ra đây ship thành hàng thì đội đó sẽ được cộng 50 điểm, và đội mình thua thì mình nhanh lên đâu. Những người đã tham gia rồi bước ra ngoài đứng ở đây luôn giùm em nha. Rồi những người còn lại di chuyển qua đây, di chuyển qua đây, mình chơi kiểu cuốn chiếu mà. Vâng, đội đầu tiên đó là đội ngôi sao được 50 điểm. Chúc mừng đội ngôi sao. Đội tròn vuông chưa có điểm, cố gắng lên nào tròn vuông. Bây giờ hai anh đội trưởng được quyền bước ra ngoài đổi người khác đứng vào bên trong. À, bước ra ngoài anh. Không, anh to quá à. Anh nghĩ người ta chạy không nổi. Trời ơi trời. Rồi, điều báo cho đội bên đây. Trời ơi gì đó mà cại người ta, ai biểu đội mình không béo. Ban tổ chức chấp nhận điều đó. Chuyển chuyển vô bên trong. Nhanh lên nào. Đợi mà hoàng mấy anh nam đâu vô. Chuẩn bị. Chuẩn bị mấy anh nam đâu vô. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Thank you. Còn một lượt là đây chưa. Tiếp tục dẫn đầu trong cuộc thử thách này vẫn là đội màu đỏ được 50 điểm nữa. Không trách người ta được, sau cuộc thi này về gán mà dỗ béo nha. Bây giờ còn một cái lượt cuối cùng. Bây giờ em sẽ chọn người đứng vào bên trong chứ không cho đứng to hơn nữa, cao to hoài người ta bị thiệt nhiều lắm rồi. Di chuyển vào bên trong, ai chưa tham gia thử thách này bước vào bên trong, hay là ai đã thử thách đầu tiên rồi bước vào bên trong ạ. Rồi bước vào hết đi ạ. Bây giờ em xin chọn. Rồi bây giờ em yêu cầu hai bạn nữ của hai đội đứng vào chính giữa của cái đĩa này. Nhanh lên nào, nhanh lên, hai bạn nữ. Nữ đỏ qua đây, nữ vàng qua đây. Ừ, nữ nó. Trời ơi nó. À. Sao mà kỳ vậy ta? Kiểu như cái đội tròn vuông này thôi ai cũng bé chứ người ta. Dạ chơi gì sao chơi. Cái gì ạ? Mấy anh có dám chấp được không? Mấy anh có dám chấp không? Rồi, thử thách tăng cấp bội, mỗi một đội hai người. Ok, vào vị trí. Vào vị trí nha nào. Còn đây một lỗ nữa anh nào. Anh nào. Nhớ lên. Rồi vào vị trí 3, 2, 1 là bắt đầu, không chuẩn bị sẵn cố gắng chờ nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Thank you. Rồi anh chị có thời gian 30 giây di chuyển ra uống nước rồi sau đó di chuyển vào bên trong giùm em.